Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu tiếp nha. Bức tranh ngày hôm nay là một cô gái với một chiếc váy rất là đẹp, cùng với chiếc áo khoác ngoài này. Hãy cùng tô với mình nha. Mình sẽ tô chiếc áo bên ngoài này màu cam sữa nha. Vậy bên trong này thì mình sẽ tô màu tím nha. Các bạn đừng theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha.
chỉ mấy phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.